Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Vì con sáng thứ năm, sáng mai con đi Campuchia, nên hôm nay con xin được chia sẻ lời Chúa tất cả những ngày mà con đi vắng ở Campuchia không thể chia sẻ được, để quý ông bà và anh chị em không mất lời Chúa mỗi ngày. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ 6, 20 tháng Giêng năm 2023, sau Chúa Nhật thứ hai mùa thường niên. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn các ông đến với người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 gồm có ông Simon, người đặt tên là Phêrô, ông Giacôbê con ông Zêbêđê và ông Gioan em của ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanerge, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Jacobe con ông Alphe, Tadeo, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày thứ năm. Khi Đức Giêsu vào trong hội đường giảng dạy thì có quá trời người đi theo Chúa. Rồi sau đó thì người ta cũng tuôn đến đi theo Chúa. Chúa phải tìm đến một cái thuyền, lên chiếc thuyền ngồi để kẻo người ta chen lấn để người ta sờ vào Chúa. Tại sao người ta lại đi theo Chúa đông quá trời như vậy? Thưa là bởi vì Chúa chữa được hết tất cả mọi bệnh tật. Chúa trừ được quỷ, Chúa làm được nhiều sự nên người ta đi theo Chúa. Rồi con quỷ nó mới nói rằng tôi biết ông là ai rồi, tôi biết ông là ai, ông là con Thiên Chúa, và Chúa cấm cho họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu đi theo Chúa để được chữa bệnh này bệnh kia thì người ta sẽ đi ngay. Nhưng mà nếu mà đi theo Chúa để từ bỏ tội lỗi, từ bỏ thú vui trần thế, từ bỏ mọi sự để nên thánh, thì có lẽ là nhiều người chúng ta cũng chần chừ đi theo Chúa như các thánh tử đạo đấy. Chúng ta cũng sẽ trần trừ. Nhưng mà sứ vụ của Chúa đến trần gian này, Đức Giêsu đến trần gian này là tha tội cho loài người, để cho con người nên thánh. Vì thế chúng ta đi theo Chúa là đi theo đường lối Chúa, đường lối thánh thiện của Chúa. Mặc dù chúng ta yếu đuối thì cũng cần chữa lành, nhưng chúng ta cũng đừng quên đi theo Chúa là đi theo đường lối của Chúa, đường lối thánh thiện của Chúa, để cùng chết với Đức Giêsu và cùng sống với người. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày thứ 6. Khi ấy Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn các ông đến với người. Và gọi những kẻ người muốn, tức là Chúa Giêsu cũng tuyển chọn những người cộng tác với Chúa. Dĩ nhiên những người này cũng phải là những người muốn theo Chúa nữa cơ. Chúa muốn mình và mình cũng phải muốn Chúa nữa. Chúa muốn mình không muốn Chúa thì cũng chẳng được. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và gọi những kẻ người muốn, và dĩ nhiên là các ông ấy đáp lại. Và chúng ta cũng nói thẳng với nhau rằng là Chúa kêu gọi tất cả chúng ta, ai đi theo Chúa, Chúa cũng muốn hết trơn. Chúa muốn tất cả chúng ta đi theo Chúa, và ai đi theo Chúa, Chúa cũng nhận hết. Các ông đến với người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Chúa Giêsu chọn 12 người để các ông ở với Chúa, rồi sau đó các ông đi rao giảng và trừ quỷ. Thì đây cũng là một cái bài học cho cá nhân con. Con cũng vẫn phải dành thời gian ở với Chúa. Ở với Chúa rồi thì mới giảng được, mới trừ quỷ được. Ngày nào thì con cũng phải cố gắng dành thời gian để ngồi với Chúa Giêsu Thánh Thể, ở với Chúa trong công việc bác ái, ở với Chúa trong việc rao giảng lời Chúa, ở với Chúa trong việc suy niệm, ở với Chúa trong giờ cầu nguyện. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta nhớ nha, phải ở với Chúa rồi chúng ta mới nói lời Chúa được, mới rao giảng được, mới trừ quỷ được. Người lập nhóm 12 gồm có ông Simon, người đặt tên là Phêrô. Đi theo Chúa chúng ta thấy không? Thay đổi cái tên là thay đổi cả tâm tính. Các ông đi theo Chúa rồi từ từ các ông cũng thay đổi hết. Chúng ta cũng gẫm lại mà xem cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nếu thật sự chúng ta đi theo Chúa thì cứ từng bước là chúng ta thay đổi lắm. Chúng ta nó không nghiêng về cái sự thế gian nữa, nhưng mà chúng ta nghiêng về những gì Chúa muốn. Người lập nhóm 12 này, ông Simon đặt tên là Phêrô, tức là có một sự thay đổi. Ông Giacôbê con ông Zêbêđê và ông Gioan em ông là Giacôbê, và ông Gioan em ông Giacôbê, người đặt tên cho hai ông là Boanerge, nghĩa là con của thiên lôi. Tức là tất cả những ai đi theo Chúa thì đều có những cái sự thay đổi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Jacobe con ông Alphe, Tadeo, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người.
Có lẽ cái chung chung mà chúng ta thấy nơi các tông đồ mà Chúa chọn cũng chẳng phải là những người nổi bật gì cả, chẳng phải là những cái người superstar, là ngôi sao hay gì cả đấy. Chúng ta nói thật bây giờ, ngay cả bây giờ hỏi ông bà anh chị em đọc tên của 12 tông đồ, chúng ta đâu có đọc được. Tại sao chúng ta không đọc được? Là bởi vì các ông không quá nổi bật. Chúng ta cũng chỉ nhớ như ông Phêrô chối thầy, ông Judas Iscariot bán thầy, ông Gioan là tựa đầu vào ngực Chúa. Chúng ta biết biết một chút, một vài cái những người nó có một vài cái đặc điểm. Thế thì các tông đồ nhìn chung cũng là những người bình thường. Và điều này cho chúng ta thấy là Chúa muốn chúng ta, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta muốn theo Chúa nữa. Nếu chúng ta muốn theo Chúa thì dù chúng ta có dốt nát hay là có quê mùa, có nghèo hoàn thì Chúa cũng nhận hết. Còn thấy trong nhà dòng của chúng con ấy, là 99% các cha các thầy đều xuất thân từ những gia đình nghèo, nhà quê. Toàn thế, nhà nghèo, nhà quê. Nhưng mà đi theo Chúa rồi thì tự động rồi, thì Chúa ban ơn cho rồi, để mình có lời Chúa để mà trở thành thầy dạy muôn dân. Mình có lời Chúa để mà giao giảng cho muôn dân. Và Chúa chọn, Chúa nhận tất cả những người nghèo khó như vậy để chúng ta không tự hào. Con cũng vẫn luôn phải nói với lòng mình rằng là mình không có được tự hào, bởi vì là mình gốc nhà quê mà bây giờ mình có được nói lời Chúa, có giảng lời Chúa, được mọi người quý mến là cũng là bởi ơn Chúa thôi. Đó. Thế thì nhìn chung 12 tông đồ này cũng là những con người rất quê mùa bình thường ấy. Sau này khi mà mấy ông đi rao giảng ấy, nhiều người ta nói là trời ơi mấy cái ông này dốt nát chưa nghĩa gì đâu. Người ta cũng nói là như vậy. Thế nhưng mà Chúa chọn thì Chúa không chê bất cứ ai cả. Và điều quan trọng là chúng ta muốn Chúa. Thì nếu mà chúng ta muốn Chúa, đi theo Chúa rồi thì ông Simon sẽ trở thành Phêrô tảng đá. Rồi chúng ta cũng sẽ có được những cái sự biến đổi đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay Chúa tuyển chọn 12 tông đồ, và các ông là những người muốn đi theo Chúa. Và chính bởi các ông muốn đi theo Chúa, Chúa đã biến các ông trở thành những con người kỳ diệu, những con người phi thường. Xin cho tất cả chúng ta muốn theo Chúa, muốn theo đường lối Chúa, muốn theo đường lối Chúa, để xin đường lối của Chúa, lời của Chúa biến đổi con người của chúng ta. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.